thông cảm cho em, tại vì em không biết là em đi đâu nên là em quay lại em ở nhờ tin. Ô, thế hôm qua chị bảo đi đâu thì đi mà vẫn còn ngủ đây, thì bây giờ đi, bây giờ sáng mà đi đâu thì đi nhá. Vâng. Chị không cho ở đây nữa đâu. Vâng, em cảm ơn. Thế đi đâu đi nhá. Vâng. Chị không cho ở đây đâu. Cô gái xinh đẹp này sức khỏe có sao không đi tìm làm việc mà kiếm tiền mua ăn đi, sao đi, đi xin ăn này? Dạ, cháu đang chưa có chỗ ở nên là chưa có việc làm. À. Thế nhà hết cơm mà không có gì để ăn đâu. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Ừ, đi. Thua xin hai cái ốc đáy luôn. Mình có gì ăn không ạ? Nhà ba không có gì ăn đâu. Cháu đi ra chỗ khác đi nhá, ba không có đâu. Cháu cảm ơn. Nhà ba không có gì ăn đâu. Cháu đi chỗ khác đi ngoài xem nhá.
cháu đói quá cháu. Thế này thùng rác chứ. Với làm gì đi, con cháu vào đây với đâu. Đi. Cái này là thùng rác của bác chứ. Thôi chứ, không được bới. Đi 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 đi.
một thời gian nữa. Dạ, tôi không biết đâu. Đây, nó tạm đây một thời gian ạ. Nó dẹp đây. Tìm gì về trại vũ cứ ngủ thank you.
nhá.
gì ăn được. Chị ơi, cho em hỏi chút, mình ở đây là đang làm nhà có tải xi măng, cho em xin. Em thì không biết, chị vào trong kia hỏi xem ông phó giám đốc kia như nào. Dạ vâng, cảm ơn. Chào chú ạ, em chào các anh ạ. Vâng, chào em. Anh ơi, cho em hỏi chút cái tải xi măng của mình không dùng đến cho em xin được không ạ? À?
em tên gì đấy em? Dạ em tính hỏi anh cái tải xi măng này anh không dùng đến cho em xin được không ạ? Ôi giời ơi em ơi, tải xi măng này rẻ lắm, em làm gì? Và dạ. Đây anh đang thiếu công nhân này, đi làm cho anh này. Anh giả ngày 200, hơn 200 một tí. Và đây làm cho anh. Đỡ phải vất. Làm cho anh. Mà em đang nhặt được một ít này rồi. Ở đây làm. Đi đi cho anh ra đây làm. À vâng, để em cắt đi khui. Làm đi nhé. Dạ vâng. Vâng. Thôi bây giờ em đi chở gạch nhé. Em lấy xe rùa này đi chở gạch. Các chị ấy đi xay. Vâng. Gạch gì? Rồi em đi lấy nước cho vào vứa đi. Thank you.
vào đây đi này. Tiến độ công trình này nhanh đấy. Chào chị nhé. Dạ vâng, chào anh. Chào các anh em thợ nhá. Ủa, anh để xong công trình à? Được không, em để đấy, để tí cho bác ấy làm đi. Em đi ra chở thêm cát nữa mà đấy. Sắt, tôi thấy cái này nó hơi bị vênh này, anh cố gắng xem chỉnh lại nhé. Công trình có tiến độ nhanh hết nhỉ? Cũng tạm tạm. Nay tôi đến đây để kiểm tra xem có đúng thiết kế tôi đưa ra không. Bản vẽ nhà này đây. Bây giờ các bạn. Bây giờ này nhá, là làm đây thì anh cứ nhắc là mấy anh em thợ làm an toàn rồi, lao động rồi. Vâng vâng. Cố gắng làm an toàn, tránh tai nạn rủi ro các thứ. Nhưng mà tí anh phải cho tôi thêm một hàng bên trên đi nhá. Rồi rồi, cái đấy mai thêm sau. Cát sỏi sắp hết rồi, anh gọi thêm nhá. Trong đấy lúc nhỡ việc là không cái bán ra cho chủ nhà đâu đấy. Này, anh mới tuyển thêm nhân viên mới à? Sáng nay vừa nhận này. Nhìn tao khỏe này chắc làm tốt lắm này. Bây giờ anh với tôi ra sau đây kiểm tra quá trình công trình.
không thể làm tốt đấy. Cây này làm gì đây? Cây đặt trước nó để dưới này, dựng đến đấy để cho nó khô đó. Cất lại về trong cái đống cây đi. Nhà này đúng tiến độ đấy. Bây giờ anh cứ chửi thêm người làm cho nhanh được. Sao bà kia đang làm việc chống xẻ anh kia. Bây giờ anh ra anh giục bà ấy làm đi. Giục bà ấy là làm mấy rồi. Chị ơi. Anh giúp tôi xem bà ấy nào. Nhanh lên, anh kia đâu rồi. Em cho chị lấy cho tôi ít nước để cho Thu này uống cả cái kia nhá. Rồi chị ơi cái gì để xa xài đã. Chị ơi tỉnh đi chị ơi. Rồi, có khi chị ra làm đi. Rồi, anh ra chỉ đạo đi để tôi chăm sóc chị này được rồi. Cố gắng đẩy nhanh tiến độ cho giúp tôi nhá. Chị ơi. Dậy uống nước nữa. Làm việc quá sức này. Chị ơi tỉnh đi chị ơi. Chị ơi! Ui à, cà dính hết chân tay này. Chị ơi! Ui, alo, bà, rồi công trình đang sắp xong rồi, bà, chị ơi, chị ơi
Chị ơi. Ờ, tôi đây chị dậy nha. Ôi giời. Sao em ở đây này? Lúc nãy chị đang xúc cát ngoài kia, xong rồi là tự dưng lại ngã vật ra đấy. Say nắng đúng không? Say nắng thì bảo chủ thầu cho mượn cái nón để đội vào chứ. Ừ. Chắc không phải do em say nắng, chắc hôm nay em không ăn cơm, chắc em tụt hết ăn. Công việc này nặng nhọc thì sao không ăn đủ cơm à? Ăn no thì mới làm được chứ. Đấy giờ, bây giờ không ăn cơm nhá. Làm việc rồi ngã bệnh rồi đấy. Giờ tiền thuốc này còn nhiều hơn cả tiền cơm ấy. Chuyện em trải dòng á, nên là nói sao nữa. Thế thì cô cứ uống nước cho đỡ đói chứ đi. Bây giờ về nhá. Bổn chuyện gia đình à? Bây giờ cô về nghỉ ngơi đi. Xong rồi là chiều đến làm tiếp cũng được. Đấy. Tới đây cô về nhá. Em tự về cũng được. Ôi mệt, người mệt này thì để tôi đưa về cho, không tí nữa lại ngã ra đường thì ai cứu được. Xa đi không, tôi chở cô về luôn nhá. Nào đi đi. Thế thì chị đi làm thì còn có đồ gì mang theo không đây? Có cái vui. Vui này à? Vâng. Rồi. Lắm cơ. Đi sau thì ăn uống vào, điều độ vào đi. Ôi chào anh em cậu nhá. Cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhá. Ừ, bây giờ chị đeo gùi này được không? Để tôi quay xe xong để chị về nhé. Yeah.